Sau khi những cặp đấu hấp dẫn của loạt đấu lượt đi vào vòng 1/8 Champions League khép lại thì cũng là thời điểm mà những đội bóng góp mặt tại vòng knock-out Europa League lộ diện. Trong số những đội bóng rớt xuống từ Champions League đang tìm kiếm tấm vé đi tiếp tại đấu trường này, chắc chắn Barcelona là một trong những cái tên đáng chú ý hơn cả. Lần đầu tiên sau 19 năm, gã khổng lồ xứ Catalan mới lại có cơ hội nếm trải không khí của giải đấu hạng 2 của châu Âu. Vậy nên chắc chắn không có cổ động viên nào của Barca lại mong muốn chuyến hành trình đó kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 2 trận đấu. Nhưng thực tế là đoàn quân của huấn luyện viên Xavi đã đánh mất đi một phần lợi thế của mình khi không thể giành được một kết quả có lợi trước đối thủ Napoli trên sân nhà Camp Nou. Trận đấu lượt đi đã chứng kiến nỗ lực rất lớn của Barcelona khi họ tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo. Bàn thắng sớm của tiền vệ Zielinski giúp Napoli mở tỷ số, không khiến cho các thủ đội chủ nhà nản lòng. Nhưng trong một ngày mà các chân sút áo sọc đỏ xanh tỏ ra quá vô duyên thì họ đã không thể chuyển hóa những cơ hội của mình thành lợi thế cụ thể trên bảng tỷ số. Trong 21 cú sút mà Barcelona tung ra, chỉ có duy nhất quả phạt đền của Ferran Torres là có thể đưa được bóng vào lưới. Xem hết 90 phút của trận đấu này, không biết rằng các cổ động viên của Barcelona đã phải bao nhiêu lần ôm đầu tiếc nuối và thốt lên hai chữ giá như. Tiền đạo Ferran Torres tưởng chừng như có thể trở thành người hùng của trận đấu, nhưng rốt cuộc lại đóng vai kẻ tội đồ khi bỏ lỡ không biết bao nhiêu thời cơ thuận lợi mà các đồng đội tạo ra cho anh. Sau trận đấu, Ferran Torres bật khóc, cầu thủ Barca thẫn thờ không tin rằng họ chỉ có được một trận hòa trên sân nhà. Tuy nhiên nên nhớ rằng bắt đầu từ mùa giải này thì luật bàn thắng trên sân khách đã bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc bàn thắng mà Napoli ghi được tại Camp Nou không mang quá nhiều ý nghĩa quyết định, mà điều khiến cho Barca cảm thấy tiếc nuối đó là họ không tận dụng thành công lợi thế sân nhà của mình. Trong chuyến hành quân đến sân Diego Maradona ở trận đấu lượt về, áp lực chắc chắn sẽ được đặt lên đôi vai của huấn luyện viên Xavi cùng các học trò. Có lẽ không cần phải nói thì ai cũng hiểu rằng việc dừng bước tại đây sẽ là một thất bại toàn diện đối với Barcelona. Bị loại khỏi Champions League từ vòng đấu bảng đã là một cú sốc rất lớn với người Catalan rồi. Nếu như đến cả vòng play-off giành vé tham dự Europa League mà Barca cũng không thể vượt qua thì chắc chắn đây sẽ là một vết đen trong lịch sử của đội bóng. Tuy nhiên, trận hòa tiếc nuối trên sân Camp Nou là câu chuyện của một tuần trước rồi. Còn giờ đây thì tinh thần của cầu thủ Barcelona đang lên cao sau chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 cho Valencia tại đấu trường La Liga vào cuối tuần vừa rồi. Khác với 90 phút thảm họa của các tiền đạo trong trận đấu với Napoli trước đó, thì cuộc đối đầu với Valencia lại chứng kiến một Barca hiệu quả đến không ngờ. Ở trận đấu diễn ra đúng một tuần trước, Barca tung ra tổng cộng 21 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn vào lưới của Napoli. Vậy mà chỉ 2 ngày sau, họ lại ghi đến 4 bàn sau 7 cú dứt điểm trước Valencia. Ngoài chiến thắng trước Valencia thì Barca cũng đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng thành tích này thì chưa thể sánh với Napoli bởi đoàn quân của huấn luyện viên Spalletti đã 6 trận rồi chưa biết mùi thất bại. Tuy vậy, đội bóng này vừa trải qua chuỗi 3 trận hòa liên tiếp và họ cũng chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 6 trận đấu sân nhà gần nhất. Sân Diego Maradona đang chưa thể trở thành điểm tựa của Napoli và đây là điều mà họ sẽ phải nhanh chóng khắc phục trước trận đấu quan trọng vào rạng sáng thứ 6 tới. Hy vọng của Napoli ở trận đấu này sẽ được đặt ở hàng thủ bởi Barcelona chắc chắn sẽ ra sân với ý đồ tấn công. Thách thức đến từ hàng phòng ngự của Napoli là khó khăn như thế nào thì Blaugrana cũng đã được nếm trải ở trận đấu lượt đi rồi. Nhưng vẫn cần phải nhắc lại, đó là trong 12 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, chỉ có duy nhất một lần mà Napoli để thủng lưới nhiều hơn một bàn. Hàng công của Barca đã khởi sắc trở lại à? Được thôi, vậy thì họ sẽ có ngay một bài kiểm tra mức độ khó. Về tình hình lực lượng, cả hai đội bóng đều đang có những vấn đề của riêng mình. Huấn luyện viên Spalletti của Napoli đang cảm thấy khá lo lắng với trường hợp của hậu vệ phải Di Lorenzo, người đã phải rời sân ở trận đấu với Cagliari hồi cuối tuần sau một pha va chạm khá mạnh ở vùng đầu. Hậu vệ phải số 2 của Napoli là Kevan Manquil cũng đang phải vắng mặt vì chấn thương. Vậy nên nếu như Di Lorenzo không thể kịp hồi phục thì nhiều khả năng ông Spalletti sẽ phải đôn một hậu vệ trẻ lên để chám vào vị trí này. Ngoài Di Lorenzo, nhiều khả năng Napoli cũng sẽ không có được sự phục vụ của một số cái tên khác như Hirving Lozano, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, André Gamboa Gusa và Lorenzo Insigne. Khả năng góp mặt của tiền đạo chủ lực Victor Osimhen vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng có lẽ anh sẽ kịp trở lại sau khi đã ra sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước. Về phía Barcelona, họ cũng đang có những ca chấn thương của Samuel Umtiti, Ansu Fati, Alejandro Balde và Sergio Roberto. Eric Garcia và Frenkie de Jong cũng đã được rút ra sớm ở trận đấu với Valencia, nhưng không rõ là hai cầu thủ này có gặp vấn đề gì về thể trạng hay không. Gerard Pique và Dani Alves đã trở lại sau án treo giò tại La Liga, nhưng chỉ có Pique là có thể góp mặt bởi lão tướng Alves không được đăng ký tại đấu trường Europa League. Sự trở lại của Pique sẽ luôn là một sự bổ sung quan trọng đối với huấn luyện viên Xavi bởi những nỗi lo hàng phòng ngự vẫn chưa bao giờ là vấn đề cũ với Barcelona. Nhiều khả năng trung vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha sẽ thay thế vị trí của Eric Garcia để thi đấu bên cạnh Ronald Araujo tại trung tâm hàng thủ. Ngoài ra thì Clément Lenglet và Memphis Depay cũng đã kịp quay trở lại tập luyện và có thể được xem xét điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Tuy vậy, khả năng hai cầu thủ này được ra sân là không cao. Với những sự vắng mặt kể trên, có thể tạm dự đoán đội hình ra sân của Napoli và Barcelona trong trận đấu tới như sau. Người trấn giữ khung thành bên phía đội chủ nhà Napoli sẽ là thủ môn Alex Meret. Chơi phía trên anh là bộ tứ vệ bao gồm cặp trung vệ Kalidou Koulibaly và Amir Rahmani, hậu vệ trái Mario Rui. Ở hành lang cánh phải, Di Lorenzo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp góp mặt ở trận đấu này. Chơi phía trên những cầu thủ này sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm Diego Demme và Fabian Ruiz. Bộ ba tấn công hỗ trợ cho tiền đạo cắm nhiều khả năng sẽ là những cái tên Elmas, Zielinski và Mertens. Và cuối cùng, cầu thủ chơi cao nhất cho hàng công là trung phong Victor Osimhen. Trong khi đó, bên phía đối diện, những vị khách Barcelona chắc chắn sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Trong đó, người lãnh trách nhiệm bảo vệ khung thành là thủ môn Ter Stegen. Bộ tứ vệ vẫn sẽ là những cái tên quen mặt bao gồm Alba, Pique, Araujo và Sergio Des. Nhiệm vụ quán xuyến khu vực tuyến giữa sẽ được giao cho bộ ba Busquets, Pedri và Frenkie de Jong. Trên hàng công nhiều khả năng sẽ là sự xuất hiện của tân binh Ferran Torres, Aubameyang và Adama Traore. Còn trên băng ghế dự bị, những ngòi nổ như Dembele hay lúc De Jong vẫn luôn sẵn sàng để tạo nên sự khác biệt. Đây có thể coi là đội hình mạnh nhất mà huấn luyện viên Xavi có thể sử dụng vào thời điểm này. Tâm điểm của trận đấu có lẽ sẽ diễn ra ở nửa sân bên phía Napoli. Dù có lợi thế sân nhà nhưng không thể phủ nhận rằng đội bóng của huấn luyện viên Spalletti là những người nằm ở cửa dưới trong cuộc đối đầu này. Đây sẽ là cơ hội để những Ferran Torres, Aubameyang hay Adama Traore thể hiện mình. Với Auba, Kovacic ngay trong trận đá chính đầu tiên chắc chắn là một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn tại đội bóng mới. Tuy nhiên, liệu anh có thể duy trì được phong độ ghi bàn đó hay không thì lại là câu hỏi mà chỉ Auba mới có thể trả lời. Hàng phòng ngự của Napoli sẽ là một thử thách lớn hơn những gì mà Auba phải đối đầu ít ngày trước, nhưng đó cũng sẽ là thêm một cơ hội để anh chứng tỏ bản thân mình. Một trong những cầu thủ sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm cao nhất chắc hẳn phải là Ferran Torres, người đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon ăn ở trận đấu trước. Có lẽ chính Torres cũng như các cổ động viên của Barcelona đều không muốn phải một lần nữa chứng kiến những giọt nước mắt của tiền đạo trẻ này sau khi cuộc thư hùng với Napoli khép lại. Kỳ vọng nhiều các tiền đạo của Barcelona là điều hiển nhiên. Tuy nhiên cũng không vì thế mà chúng ta có thể coi thường hàng thủ của Napoli. Khi đã bước vào một trận đấu knock-out thì đội bóng nào cũng sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Và các cầu thủ của Barcelona đừng nghĩ rằng họ sẽ có một trận đấu dễ thở trên sân Diego Maradona. Ferran Torres và Aubameyang hay Koulibaly sẽ là những người giành chiến thắng. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của cặp đấu này. Việc Barcelona có mặt trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Europa League chắc chắn là điều mà không một cổ động viên nào của đội bóng này mong muốn. Nhưng dù sao thì sự cũng đã rồi. Dù gì thì đây cũng là cơ hội mà đã 19 năm Barca mới có được để thêm vào bộ sưu tập danh hiệu của mình một chiếc cúp mới. Đây không phải là nơi mà Barca nên dừng lại.